vô, tình hình là mấy bữa nay cũng khá là bận cho nên là cũng không có giờ để mà hướng dẫn anh em liên khay. Ở đây bài mình đang làm tay dính mực đây, ném bài sang bên để mà hướng dẫn liên khay cho anh em. Thì cũng tính nghỉ hẳn một tháng nhưng mà thôi kệ, thì cũng tranh thủ. Và nếu mà anh em thấy hay thì có thể like, share và subscribe để mà ủng hộ channel của mình. Gần đây thì mình có lên những cái trang Twitter của tụi Nhật thì mình có thấy tụi nó quay một cái kiểu liên khay như này. Đó, tức là tụi nó sẽ bẻ cái ngón tay như này. Cái này người ta gọi là finger cross, là bắt chéo tay. Đó, mình thấy cái này nó cũng vui vui. Thực ra cái này nó cũng không có mới, cũng có nhiều người trước đây đã từng xài rồi, nhưng mà gần đây thì có vẻ như là tụi Nhật tụi nó hứng thú với cái đó và cũng có nhiều người làm, cho nên là mình thấy hay thì mình cũng học và mình cũng sẽ hướng dẫn anh em một cái liên khay áp dụng cái đó. Thì cái liên khay nó sẽ có dạng như sau. Đó. Đầu tiên để làm được cái liên khay này chúng ta sẽ làm một cái trick, đó là chạc. Cái này thì mình có hướng dẫn trong channel của mình rồi, và nếu mà bạn nào không hiểu thì có thể xem tham khảo clip tụi nước ngoài. Mình sẽ để link ở cái phần mô tả clip mình hoặc là phần comment nếu mà bạn nào không biết cái phần mô tả nằm ở đâu. Đó, chạc nó sẽ trông như này. Và ở trong cái liên khay chúng ta sẽ lấy một cái phần ngắn của nó thôi như này, chứ không có làm nhiều vòng, như này thôi. Lưu ý là khi chạc thì chúng ta sẽ cầm bút ở một đầu mót như này, để cho cái phần đầu nằm về phía mu bàn tay nó dài ra, thì khi mà bắt chéo ngón tay thì nó mới qua được. Chứ mà các bạn cầm ngược lại kiểu như này, bắt chéo thì nó sẽ về dưới đất mẹ chứ nó không có qua. Đó, chúng ta sẽ cầm bút như này, chạc nhẹ lên một cái, sau đó finger cross qua, bắt chéo hai ngón này lại. Hai ngón này thì các bạn phải tập bắt chéo như này khoảng 1-2 tuần thì nó mới quen được cái cảm giác và các bạn mới ghép được lên liên khay. Chứ mà không có cách nào mà làm được nhanh liền hết, mới đầu thì nó sẽ rất là kẹt và các bạn phải làm liên tục thì nó mới quen được. Nhiều bạn thì tay có thể dẻo hơn thì cũng có thể mà mất ít thời gian hơn, 2-3 ngày gì đó, thì cái đó là do các bạn tập luyện như nào. Nó sẽ đi như này đó. Chúng ta sẽ kết hợp cái finger cross với lại around. Around thì nó sẽ trông như này, và around thường thì chúng ta sẽ đẩy bút và chụp bút ở cùng một vị trí, còn around trong finger cross thì nó sẽ chụp bút ở đây, tại vì cái khe lúc mà bắt đầu đẩy bút đi thì nó đã bị bịch bịch là bịch mất tiêu cái khe này rồi, cho nên là không có đưa cái bút lại vào cái khe này nữa. Và chúng ta sẽ đưa cái bút xuống dưới đây, nó sẽ đi như này. Đó, chụp lại như này. Sau khi chụp lại chúng ta sẽ làm một cái trick, đó là whipper. Whipper thì nó sẽ đi như này. Chúng ta sẽ kẹp bút bằng hai ngón này và cho cái bút nó đi từ ngoài vào trong. Nó đi đi từ ngoài vào trong như này. Đó, nó sẽ đi từ ngoài vào trong như này. Cái này thì cái trick nguyên bản của nó rất là dễ, nó sẽ đi như này hoặc là đi như này. Đó, rất là dễ. Nhiều bạn nói cái này không có cần tập, cái này dễ quá lên combo không biết làm sao. Thì bây giờ thì các bạn có thể ứng dụng nó lên combo bằng cách này. Đó, cái này thì nó chắc là nó hơi khó hơn, tại vì hai cái ngón này thì nó tương đối là nó xa nhau và nó khó điều khiển hơn. Cái ngón út thì nó tương đối là nó yếu, nếu mà các bạn không có tập luyện nhiều. Đó, nó sẽ đi như này, đi từ ngoài vào trong như này. Đó, và các bạn sẽ đẩy cho nó qua ngón cái luôn để mà làm trick finger left thumb around. Đẩy ngón cái luôn. Đó. Và sau khi qua ngón cái thì làm một vòng hay là hai vòng, đó là tùy giờ ý mấy bạn. Mấy bạn muốn sao thì các bạn cứ làm theo như vậy. Ở trong cái liên khay này thì mình hướng dẫn hai vòng. Đó, chúng ta sẽ hất thêm một vòng nữa để mà kết thúc cái liên khay. Ghép lại từ đầu, chúng ta sẽ có là chạc, finger cross và around đẩy qua. Sau đó chúng ta sẽ whipper. Whipper vô thì chúng ta sẽ đẩy cho nó qua ngón cái và hất thêm một vòng nữa. Tên combo nó sẽ trông như này. Sau đó các bạn có thể quay một cái gì đó và kết thúc combo. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu mà thấy hay thì có thể like, share và subscribe để mà ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.